Chào các bạn trở lại. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Khải Toàn xin chia sẻ ít kiến thức về phong thủy nhà, giúp vượng khí vượng tài, công việc hanh thông. Tuy nhiên, các bạn không nên quá chú tâm vào phong thủy mà quên đi những đề mục khác trong cuộc sống. Vì phong thủy chỉ là một phương tiện, không thể xoay chuyển được nhân quả. Dụng phong thủy phù hợp, gia tăng vận may, nhưng trong đời sống hàng ngày còn rất nhiều phương tiện khác. Giả dụ mỗi ngày dành ít thời gian hành thiền là phương pháp khai mở trí huệ. Mỗi ngày học Phật sống cùng nhân quả, mở lòng với chúng sanh là phương tiện cải biến vận mệnh từ bên trong. Khi có được tâm an tĩnh, hiểu được đời sống là vô thường, dùng thêm phương tiện phong thủy, vận khí sẽ hanh thông. Ngược lại, khi tâm không an, có dùng bao nhiêu vật phẩm, mời thầy giỏi ra sao cũng không thể xoay chuyển được. Các bạn dù mới tìm hiểu phong thủy hay đã nghiên cứu nhiều năm, hãy buông xuống vọng tưởng, ngồi xuống tĩnh tọa hành thiền mỗi ngày. Mỗi ngày dành 30 phút đến 1 giờ đọc kinh nghe pháp thoại, tự tu dưỡng tâm trong một năm. Hãy thử trong một năm tu dưỡng tâm tánh và một năm chỉ dụng phong thủy. Tự các vị sẽ có câu trả lời. Thế nào là tâm an? Làm thế nào để vận khí hanh thông? Hướng dẫn nhanh các bạn đo tọa độ và phân cung nhà. Trước khi tham khảo đề mục của cung phi tinh 2023 Quý Mão, các bạn nên biết phương pháp phân cung trong ngôi nhà của mình. Trước tiên là lấy tọa độ của ngôi nhà, sau đó phân 8 cung ngôi nhà để biết rõ từng phương vị, nhằm bài trí đồ vật giúp mảnh đất có từ trường hài hòa. Mục đích của phong thủy học nhằm cân bằng từ trường xung quanh nơi ta sống, giống như vạn vật thích nghi tốt với tự nhiên. Người bảo thủ chấp vào cái tôi chỉ vì tâm ý của họ không chịu thích nghi với hoàn cảnh. Phân cung được ngôi nhà để bài trí theo củ cung phi tinh mỗi năm, tức phi tinh lưu niên. Nói đơn giản, sự dịch chuyển của chính sao dựa theo quỹ đạo của vòng lượng thiên xích trên đồ hình bát quái, dựa vào đó luận đoán tính tốt xấu từng phương vị theo thời gian. Phi tinh có thể tính theo đại vận, tính theo năm, tháng, ngày và cả giờ. Các bạn chỉ cần ứng dụng theo phi tinh lưu niên, tính theo mỗi năm là có thể gia tăng vận khí. Nếu tính theo cả ngày, tháng và giờ sẽ làm mất cân bằng trong cuộc sống đời thường. Các bạn muốn trải nghiệm phương hướng tốt xấu theo phi tinh tháng và ngày, có thể xem lại bộ lịch phong thủy ngày lành tháng tốt mỗi năm. Khải Toàn có hướng dẫn tra các mục này. Dụng phi tinh theo hàng năm gia tăng thêm cơ hội tốt, nhưng không thể ứng nghiệm cao như huyền không phi tinh. Theo quẻ của một mảnh đất hay một ngôi nhà, các bạn xem lại trong kênh các video về huyền không phi tinh 24 sơn hướng của vận 8 và cả vận 9. Củ cung phi tinh 2023 Quý Mão, các hướng có phi tinh tốt sẽ là Tây Nam. Tây Nam có Nhất Bạch, hướng Nam có Bát Bạch và hướng Bắc có Cửu Tử, hoặc là hướng Tây có Lục Bạch. Tận dụng những hướng tốt theo năm để đón khí lành, có thể về công danh, tình duyên, tài lộc và chuyện vui. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về các hướng này vài giây trước khi đánh răng rửa mặt. Ngược lại, những phương vị có sao hung là nơi Tây Bắc. Một là hướng Tây Bắc, Tây Bắc có Ngũ Hoàng, hướng Đông có Nhị Hắc, hướng Đông Nam có Tam Bích và hướng Đông Bắc có Thất Xích. Với những phương vị có sao không tốt, không nên ngồi nằm lâu nơi này, nên dùng vật phẩm hoặc tranh ảnh để hóa xác. Những ngôi nhà có cửa khí ở phương vị có sao không tốt bay vào, hạn chế động thổ, vì các sao không tốt này thích tĩnh không thích động. Vạn vật đều có từ trường, dụng phong thủy giúp từ trường hài hòa, nhưng tâm tánh con người sản sinh từ trường mạnh nhất. Tâm lành tâm thiện sản sinh từ trường thiện lành, sẽ thu hút những người cùng tần sống. Đây là quy luật tự nhiên. Bạn có thể thử mỗi ngày hành thiền 10 đến 20 phút, sau 2 đến 3 tháng, sắc diện trên gương mặt sẽ thay đổi rõ rệt. Tự tìm đến những người có tư duy tích cực, tự tìm, tự cho mình ra những quyết định sáng suốt hơn. Tập thiền không khó, khó nhất vẫn là sự quyết tâm của mỗi người.
Khải Toàn xin giới thiệu sơ lược về ý nghĩa 9 sao trong phi tinh. Những ngôi sao tốt hiện tại là Bát Bạch, Cửu Tử và Nhất Bạch. Những sao chung là Tứ Lục và Lục Bạch. Những sao không tốt là Ngũ Hoàng, Nhị Hắc, Tam Bích và Thất Xích. Sang 2024 thì ngôi sao Bát Bạch sẽ thoái khí, không còn là sao tốt nữa. Đây là độ hình của cung phi tinh năm Quý Mão. Khải Toàn sẽ bắt đầu từ hướng Nam, thông thường là la bàn đặt trên Nam dưới Bắc, phải Tây trái Đông. Ta có 8 cung tương tự như 8 hướng, ở giữa nhà được gọi là trung cung. Tại Nam phi tinh 2023 có Bát Bạch hành thổ, sao tốt chủ về thăng tiến về tài lộc, quan chức hoặc đào hoa. Hướng Nam vốn hành hỏa, 2023 sao thổ Bát Bạch nhập vào hành thổ là sao cát tinh chủ về thăng tiến tài lộc, may mắn. Hướng Nam quẻ ly đại diện cho con gái thứ. 2023 là năm cuối của Bát Bạch đương lệnh, tức ngôi sao số 8 này là năm cuối của 20 năm sắp về hưu. Tuy nhiên, do Nam hành hỏa, tương sinh với sao, sao lưu niên Bát Bạch hành thổ vẫn là phương vị lành. Đây chính là phương vị vượng khí về tài lộc của năm 2023 Quý Mão. Bát Bạch tả phù vào hướng Nam, chính Nam là hướng tốt lành cho tài lộc may mắn trong nhà mình. Tại hướng Nam năm này nên có thạch anh tím, có hành hỏa màu đỏ kết sắc bàn làm việc, hướng mỗi ngày thức dậy nên mặc hình hướng về đây. Hướng Nam nên có hỏa hoặc thổ, ví dụ thạch anh tím, tranh mặt trời, tranh ngựa có thể dùng những đồ vật màu đỏ như tranh đỏ, đèn vàng, hoa đỏ, nến đỏ. Có thể ngồi làm việc, đọc sách để tủ tiền phương vị này. Phương Nam là tài vị của năm 2023 Quý Mão. Muốn thúc đẩy tài vượng, cần phải giữ cho phương vị này trong nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng và sáng sủa. Nên có cây quạt giúp khí lưu thông nơi này, thì tài mới dồi dào. Nếu có thể thì nên mở cửa sổ, mở cửa chính, hay đặt bàn ghế, giường ngủ ở phương vị này trong nhà. Trong trường hợp cửa chính, phòng ngủ, bàn làm việc sẵn ở phương vị này thì quá tốt, gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ ngay trước cửa. Phong thủy tốt thật đơn giản, là môi trường có từ trường tốt hài hòa, cơ thể con người hòa hợp với tự nhiên, tâm lý hành vi quyết định từ trường lành hay dữ. Vạn vật đều có từ trường, những vong linh chưa siêu thoát còn lại cõi trần cũng là một dạng từ trường. Dụng phong thủy tốt là giúp từ trường nơi này hài hòa với nhau, giúp từ trường của bản thân cân bằng với nhau. Cơ thể của ta có từ trường riêng biệt và tâm lý là từ trường mạnh nhất. Người biết dành thời gian dưỡng tâm chính là người an lạc. Tiếp theo hướng Tây Nam trong 2023 có Nhất Bạch hành thủy, sao tốt về nhân duyên đào hoa tài phú. Nếu Tây Nam vào năm 2022 năm trước có sao hung tinh là Nhị Hắc thì 2023 có Nhất Bạch cát tinh, là phương vị tốt cho mọi người, cho gia đạo. Mỗi sáng thức dậy, hướng xuống giường, mặt nên hướng về hướng này để đón nhận năng lượng thiện lành của năm. Hướng Tây Nam đại diện cho người mẹ, người nữ đứng đầu công ty. Nhất Bạch tham lang hành thủy là sao chủ về sao sinh khí, tốt về đào hoa và tài phú. Vì vậy Tây Nam có thể coi là đào hoa vị trong năm 2023, là một trong những vị trí may mắn tốt lành trong ngôi nhà. Ngôi sao này còn đại diện cho dục vọng lớn, cho tình cảm khát khao của con người. Vì vậy có lợi cho nam nữ chưa có gia đình, giúp cho những người trong ngôi nhà tìm kiếm được nhiều cơ hội tìm kiếm tình duyên mới, tăng khả năng có được hạnh phúc cho riêng mình. Nói vậy thôi, phần lớn vợ chồng là do nghiệp duyên đời trước. Nhà hướng Tây Nam lưu ý, trong bát vận tức vận 8 là phương vị sinh khí. Tuy nhiên năm này là năm cuối thoái khí dần, không phải phương vị tốt cho vận sau tức vận 9. Nếu xây sửa sau 2024 ở vận mới, Tây Nam sẽ có những quẻ tốt hơn. Mời các bạn xem thêm tại website hoặc kênh YouTube Khải Toàn nói về huyền không phi tinh vận 9. Tại Tây Nam năm này nên có thạch anh đen, nước, hồ cá, thảm xanh dương nên có quạt. Cần thủy nên có nước, nên có vật thuộc hành thủy, màu đen, màu xanh dương. Thủy động là nước sạch chuyển động như hồ cá, thác nước, vòi nước. Thủy tĩnh là tranh ảnh liên quan đến sông, nước, cá, tượng, chuột, heo.
hoặc là một tấm thảm màu xanh dương, viên đá thạch anh màu đen. Nên giữ cho phương vị này luôn sạch sẽ. Phương vị nhất bạch là tài khí, nên sạch sẽ gọn gàng. Nếu trong nhà có thai phụ, cần lưu ý giữ gìn sức khỏe. Với những ai làm nghề liên quan ăn nói giao tiếp, làm vượng khí nơi này, nơi có sao nhất bạch bay vào sẽ thêm nhân duyên ăn nói. Phong thủy tốt là ánh sáng đủ, không mùi không mồn, luôn sạch sẽ. Vì vậy không chỉ phương vị có nhất bạch mà mọi nơi trong nhà cần sạch sẽ và ánh sáng đủ. Phi tinh 2023 hướng Tây có sao lục bạch hành kim, chủ về tài vận quan lộc và quý nhân. Hướng Tây quẻ đoài đại diện cho con gái Úc. Hướng Tây vào 2023, lục bạch bổ khúc, kim tinh bay vào. Nếu bài trí thiếu phù hợp, con gái Úc hay người nữ trẻ dễ phạm thị phi, kiện tụng hoặc liên quan đến giao kéo. Năm 2023, hướng Tây dễ có hiện tượng giao kiếm sát vì 2023 lục bạch tọa cung đài. Cung đoài vốn hành kim. Lục bạch hành kim chủ về tài vận và quan lộc, nhưng đây là ngôi sao thoái khí, không phải sao quá tốt. Lục bạch còn ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của người nữ trong gia đình. Trong phong thủy nhà ở, phương vị mà sao lục bạch ngũ khúc bay vào cũng liên quan, cũng nên lưu ý, không nên có nhiều kim loại và gương nơi này. Tại Tây năm này không nên đặt quá nhiều đồ vật thuộc hành kim, màu trắng xám, gương và đồ đồng. Tại nơi này nên có thủy, nước, hồ cá, thạch anh đen. Nên có vật thuộc hành thủy nhằm tiết hao kim, ví dụ như hồ nước, chậu nước sạch, đá thạch anh đen, tranh con cá. Đơn giản nhất là một tấm thảm màu xanh dương. Ngũ hoàng sát là sao hung tinh. Tại Tây Bắc, phi tinh 2023 có ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng thuộc hành thổ, đây là mật mã hung tinh cần hóa sát. Tây Bắc lại là quẻ càn, đại diện cho nam gia chủ, đại diện cho người cha, người đứng đầu công ty. Nếu bài trí thiếu phù hợp, bài trí quá nhiều hỏa thổ hay tạp vật, người cha, người sếp dễ phạm thị phi, sức khỏe kém và hao tổn. Sự tăng giảm này vẫn dựa vào thêm sinh thần bát tự của nam gia chủ, của sếp công ty và những tạo tác trước đây của họ. Giả dụ bạn là người cha trong gia đạo, là người có tấm lòng Bồ Tát, luôn biết cảm thông, không mong cầu báo đáp khi giúp đỡ ai đó, không ăn uống quá mức hại thân, đó hẳn là phước báo bạn tự vun bồi cho chính mình. Dù đến năm hạn, năm hung, của mảnh đất hay của vận hạn, chẳng việc gì đáng lưu tâm. Ngũ hoàng liêm trinh, thích tĩnh không thích động, càng yên tĩnh càng tốt, không nên động. Ngũ hoàng còn được gọi là ngũ hoàng sát, là một trong những hung tinh lớn nhất, đại diện cho những chuyện hung hiểm. Nên nhớ, nên tĩnh, không nên động. Cần kim loại, đồ đồng hoặc sâu tiền sáo đồng. Luôn sạch sẽ, đủ ánh sáng, không nên ngồi nằm quá lâu nơi này. Nên sạch sẽ và có ánh sáng trắng, cần vật hành kim hóa sát như thảm xám hay trắng. Kim loại, đồ đồng, đơn giản nhất vẫn là sâu tiền sáo đồng hoặc trái hồ lô đồng. Những vật này có thể hóa sát ngay, không nên ngồi nằm lâu ở phương vị này. Cung Tây Bắc trong nhà của gia chủ nên treo một sao tiền lục đế, vì đây là vật phổ biến trong hóa sát. Đây là vật phẩm phong thủy có thể hóa giải được hung sát của ngũ hoàng và cả nhị hắc, giúp gia chủ hóa giải từ trường không lành. Được điều lành trong cuộc sống là phước. Phước từ đâu có, họa từ đâu sinh? Từ những tạo tác đời trước và cả đời này. Đó là nhân quả tự nhiên của mỗi người đã gieo trồng. Phong thủy không thay đổi được điều này, thần Phật càng không thể ban phát cho bạn. Hướng Bắc quẻ khảm đại diện cho con trai thứ. Hướng Bắc năm này có cát tinh cử tử hành hỏa, sao tốt chủ về nhân duyên chuyện vui. Cử tử hữu bực là quý nhân mang lại sinh khí. Sao cát tinh chủ về nhân duyên chuyện vui, những điềm lành vui vẻ trong cuộc sống. Hướng Bắc vốn hành thủy, sao cử tử lại hành hỏa. Cung và sao có phần tương khắc về ngũ hành. Tuy nhiên đây vẫn là phương vị đáng lưu tâm về việc lành. Cử tinh này là sao sinh khí và sắp chuyển vận, đại diện cho những điều tốt lành, vui vẻ trong cuộc sống. Cử tử hỏa vốn là đào hoa nhân duyên, khéo ăn nói. Quý nhân tinh này là vì sao mang sinh khí, nơi nào sao bay đến.
cũng chính là sao báo tin vui thêm nhân đinh. Nếu trong gia đạo đang mong chờ tiệc mừng, mong chờ có thêm con cháu, hãy làm vượng khí phương vị này. Vì phương Bắc trong 2023 Quý Mão sẽ là hướng tốt cho việc kết duyên sinh con gặp quý nhân. Ở hướng Bắc nên giữ gìn sạch khẽ, giúp sinh khí lưu thông. Ánh sáng tràn đầy sẽ có cơ hội cho gia đình, đặc biệt là nữ. Để giúp cho vận may thêm, bạn nên đặt vật hành hỏa, kích thích vận quý nhân mang đến điều lành, mang nhiều sinh khí. Ở hướng Bắc trong nhà bạn có thể gia tăng nhiều ánh sáng, có thể dùng ánh sáng vàng. Trải thảm màu đỏ sẽ tạo nên hiệu quả phong thủy rất tốt. Nên nhớ luôn sáng sủa, sạch sẽ, có màu đỏ, hoa hồng hoặc nến đỏ, trụ thạch anh tím, thảm đỏ hoặc một số chín màu đỏ. Tại phương Bắc năm này không nên có nhiều vật hành thổ, ví dụ như màu nâu hoặc đồ gốm sứ. Có thể đặt tranh ảnh gia đình vui vẻ hay tượng kỳ lân ở phương vị Bắc. Như vậy có thể thúc đẩy các tinh vượng khí quý nhân, có tin vui trong gia đạo. Để tăng thêm phần sinh khí, gia chủ có thể đặt thêm một tấm thảm màu đỏ, luôn có ánh sáng nên bật chiếc quạt suốt ở đây. Mở trong nhiều giờ, có thể giúp cho gia đạo được hanh thông vận. Hãy nhớ mỗi ngày khi thức dậy, mặt nên hướng về đây, hướng về hướng Bắc trong năm 2023. Tại Đông Bắc 2023 có phi tinh thất xích hành kim, sao không tốt chủ về hao tổn thị phi. Đông Bắc vốn hành thổ, đại diện cho con trai út hay người nam trẻ tuổi. Cung thổ đôi phần tiết hao tính kim của sao của năm. Đông Bắc vào 2023 này chủ về hao tổn thị phi kiện tụng. Phương vị này nếu có nhiều đồ đồng, nhiều kim loại, dao kéo gương, dễ dẫn đến mổ xẻ, không nên động. Không nên động, không nên có loa quạt làm động, dễ dẫn đến kiện tụng thị phi, lời qua tiếng lại. Nơi này trong năm này kỵ thổ và kim như trắng xám, kim loại, gương đồ đồng, gốm sứ và tạp vật. Tạp vật là hành thổ. Trong nhà tại hướng Đông Bắc này không nên quá nhiều, không nên đặt quá nhiều đồ đạc lộn xộn hoặc những đồ sắc bén như dao kiếm, tránh nhiều kim loại và gương. Không may họa sẽ sát thương. Phương Đông Bắc đại diện cho con trai út, dễ ảnh hưởng đến con trai út hoặc những người nam trẻ tuổi. Hướng Đông Bắc này không nên có nhiều đồ đạc lộn xộn, nhất là tạp vật, nên thông thoáng sạch sẽ, cần tránh những đồ tạp vật có nhiều sát khí, dao kéo kim loại. Thay vào đó nên có một trái hồ lô, cặp kỳ lân hoặc cặp tỳ hưu hay thạch anh đen cũng được. Nơi này thích tĩnh, không thích động, không nên có quạt và loa. Sao kém nhất là ngũ hoàng, thì sao hung thứ hai là nhị hắc. Nhị hắc là ngôi sao số 2. Tại hướng đông có nhị hắc hành thổ, sao không tốt chủ về sức khỏe và tinh thần kém. Hướng đông đại diện cho con trai lớn. Nếu con trai lớn trong nhà sinh tháng thìn tuất sửu mùi, kỵ thổ càng kém hơn. Nếu bài trí không hợp phong thủy, người nam dễ ảnh hưởng sức khỏe kém, vì vậy nên chú trọng phương vị này. Nhị hắc thuộc thổ, luôn thích tĩnh, không thích động, cũng là một trong những hung tinh cần e ngại, bởi nó còn được gọi cái tên là bệnh phù tinh. Phương đông có sao bệnh phù tọa trong 2023, chủ về điềm hung về sức khỏe và hao tổn, gia chủ nên dọn dẹp sạch sẽ góc này. Không nên có rác rưới nơi này, không nên có đồ linh tinh và tạp vật. Rác rưới là tạp vật, giày dép cũ để lâu không dùng cũng không tốt. Lưu ý luôn sạch sẽ, cần đồ đồng, cần sau tiền sáu đồng, tháp văn xương, thạch anh trắng. Khi ăn uống thanh tịnh, giữ sức khỏe là phương pháp hóa giải chân thiện. Khải Toàn đã gặp bao nhiêu trường hợp hóa giải bằng tâm chân thiện là cách hóa giải từ nhân lành. Tại phương vị này nên dọn sạch sẽ, không nên có hỏa và thổ, không nên có nhiều màu đỏ tím cam hồng, nhất là không nên có dài dép cũ tạp vật. Nơi này nên tĩnh, không thích động, nên có ánh sáng đủ, ánh đèn trắng tốt hơn ánh đèn vàng. Nên có kim để hóa sát, như thảm xám, gương, tranh gà, tranh núi phú sĩ, đồ đồng. Hiệu quả nhất vẫn là sâu tiền sáu đồng, rất đơn giản, hoặc là tháp băng xương bằng đồng. Người nam nên chủ động đi khám sức khỏe, giúp cho tai họa tiêu tan. Ý nghĩa này rằng
là bản thân đã từng chủ động đi đến bệnh viện. Các vị nên làm việc thiện, quyên góp đồ vật hay tiền bạc, thức ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó chính là cách tự tích phúc cho bản thân và gia đình mình. Tại Đông Nam có tam bích hành mộc, sao không tốt chủ về thị phi tranh chấp hao tổn? Tam bích lộc tồn, bay tới hướng Đông Nam, chủ dễ cạnh tranh, thị phi tranh đấu. Đông Nam quẻ tốn, đại diện con gái lớn hoặc con dâu lớn. Bài trí không hợp phong thủy, dễ ảnh hưởng sức khỏe những người này trong gia đình. Ngũ hành vốn thuộc mộc, nên khắc tiết mộc, không nên sinh. Trong năm 2023 quý mão này nên tiết đi mộc. Mộc khí vượng dễ ảnh hưởng đến những chuyện thị phi tranh chấp, có thể khiến cho gia chủ, những người trong gia đình rắc rối về thị phi, thậm chí là kiện tụng. Gia chủ nên lưu tâm, tránh xảy ra những xung đột trong gia đình và cả bên ngoài. Nên tu dưỡng tâm tánh, giúp tâm thiện lành, sẽ dễ mở lòng cảm thông. Tại phương vị này nên có màu đỏ, thảm đỏ, thạch anh tím trên mặt trời. 2023 quý mão này dễ liên quan thị phi kiện tụng vì có quá nhiều mộc. Gia chủ cũng có thể sắp xếp công việc đến cơ quan hành chính. Ngụ ý này là đã tới chốn công quyền. Tốt nhất nên thông cảm với mọi người, không nên đối đầu với thị phi. Phạm thị phi của trạch gia hay của mệnh lý, cách hóa giải, ít can dự chuyện người khác. Nên mở lòng cho qua, tu pháp bố thí, mở lòng từ. Tại hướng Đông Nam năm này không nên có quá nhiều cây cối màu xanh lá, dài dép cũ hay cả sách báo cũ, dễ phạm thị phi. Thích tĩnh không thích động, không nên có quạt, loa, ghế massage và cả đàn piano. Nên có ít hỏa để hóa sát, nên có thảm đỏ, tranh màu đỏ, nến đỏ, thạch anh tím. Nếu con gái lớn sinh mùa hè kỵ hỏa, ở cùng nhà nơi này không nên có quá nhiều hỏa. Cuối cùng tại trung cung, sao tứ lục 2023 quý mão nhập vào phương vị trung cung ngôi nhà. Đây cũng chính là phương vị văn xương. Văn xương có thể sinh hơn là tiết, nhằm mang lại điều lành. Tứ lục văn khúc là sao tốt, tuy không vượng khí nhưng vẫn là sao tốt lành. Năm này nhập vào giữa nhà, tứ lục hành mộc tại trung cung ngôi nhà nên có thủy hoặc mộc, giúp vận khí hanh thông về chuyện thi cử hoặc thăng tiến. Tứ lục văn xương cơ bản vẫn là coi là một sao cát tinh, bởi có tác dụng thúc đẩy vận trình công danh sự nghiệp và cả chuyện học hành. Càng tốt hơn với người hành nghề sáng tạo nội dung và ăn nói. Các vị lưu ý, tại đây nên có mộc, cây cối, tháp văn xương, thạch anh xanh lá, sách vở đẹp và cả thủy. Bạn cần xác định vị trí trung cung của ngôi nhà. Khải Toàn đã làm nhiều bài viết về hướng dẫn về phân cung trong phong thủy nhà, mời các bạn xem thêm và thực hiện nhằm tìm ra đúng trung cung của ngôi nhà mình. Trung cung vào năm 2023 cần mộc đẹp. Mộc đẹp là cây xanh, giày dép, túi sách mới. Có thể đặt tranh mèo, tranh hổ, tranh hoa cỏ, cây trúc văn xương. Nếu có thể đặt bàn làm việc, bàn học tại phương vị này. Không nên có mộc xấu xí như giày dép cũ, sách báo cũ, cây hé úa và cả tạp vật. Tại trung cung trong nhà hay phòng làm việc, bạn có thể đặt 4 cây cảnh, nên chọn cây tán lá lớn để tạo từ trường phong thủy hợp với văn xương vị. Cũng có thể đặt tháp văn xương hay giá bút phong thủy lên trên bàn làm việc của mình. Điều này giúp cho sao tứ lục văn xương có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Những hướng nhà tốt xây cất động thổ trong năm 2023 quý mão. Đón cát tránh hung, đón tốt tránh xấu, hạn chế động thổ vào các nơi có sao nhị hắc, ngũ hoàng, tam bích và cả thất xích. Nhất là nhị hắc, ngũ hoàng và tam bích. Ba phương vị này thích tĩnh không thích động, tương ứng với phương vị Tây Bắc, hướng Đông và hướng Đông Nam trong năm 2023. Hạn chế động thổ ở Tây Bắc, Đông, Đông Nam và Đông Bắc trong năm 2023. Các hướng nhà tốt trong năm 2023: Tây Nam có Nhất Bạch, hướng Nam có Bát Bạch, hướng Bắc có Cửu Tử hoặc hướng Tây có Lục Bạch. Khải Toàn chia sẻ ý nghĩa chính sao theo phi tinh lâu niên 2023. Bài trí theo từng phương vị có thể gia tăng vận may cho gia đạo. Khải Toàn xin nhắc lại như ở đầu bài, dụng phong thủy chỉ là phương tiện,
không nên thần thánh quá khi tâm chưa thanh tịnh. Cuộc sống có hàng ngàn lý do để phiền não thì cũng có hàng vạn pháp môn để lìa khổ. Người muốn có tài thì bố thí tài, muốn có tuổi thọ thì bố thí không sát sanh, muốn có trí tuệ thì bố thí lời lành, muốn phước báo thì trồng nhân thiện. Khi phiền não, các bạn hãy buông xuống vọng tưởng, lìa đi chấp tướng, ngày ngày tự thưởng cho mình, tự thưởng cho tâm thân mình qua những phút giây tọa thiền, trí sẽ khai mở. Không có trí thì không thể dụng phong thủy. Nó có thể khiến bạn u mê, khiến bạn tự huyễn hoặc rằng phong thủy thay đổi được vận mệnh. Không có trí không thể dụng được bất kỳ điều gì. Trí này là trí tuệ, không phải trí thức, càng không phải kiến thức. Người xưa thường nói nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Trí đứng tầng thứ tư. Đức tính cần có hàng đầu của con người là nhân. Nhân là nhân ái, là lòng nhân từ, là sự đối đãi người với người. Các bạn hãy tự thưởng cho mình những buổi tọa thiền. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.